chúng ta cùng đến với một tiết mục đầu tiên. Vâng, trong đêm giao lưu văn nghệ hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, theo quan điểm dân gian, tiếng chuông hội là âm thanh của tài lộc và may mắn, đồng thời dự báo những điều tốt lành sắp đến. Âm thanh của chuông hội biểu thị mong cầu sự thuận lợi và hanh thông cho toàn dân. Và bây giờ trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến qua tiết mục đầu tiên của chủ nhân chương trình lễ mừng sinh nhật hôm nay. Đó là tiết mục của câu lạc bộ chống hội khu Trâm Khê. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, toàn thể các thành viên trong các câu lạc bộ về dự buổi đại lễ hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, từ ngàn xưa, ông cha ta dựng nước và giữ nước. Thời nào cũng vang lên nhịp trống hào hùng, tiếng trống dồn vang trên đất Mê Linh. Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô địch, tiếng trống Tây Sơn, Quang Trung đại phá quân Thanh, tiếng trống Xô Viết Nghệ An dấy lên cao trào cách mạng, tiếng trống dục thanh niên lên đường tòng quân giữ nước. Để hôm nay Bắc Nam một dải nối liền, trong hòa bình tiếng trống lại nổi lên, tiếng trống dậy vang xây dựng quê hương, trống theo Đảng Bác dẫn đường, Trâm Khê vững bước trên con đường phồn vinh. Và hôm nay tiếng trống ngày đại lễ kỷ niệm đã rục, nào nổi trống lên mừng Đảng, mừng đất nước, quê hương Trâm Khê ngày càng giàu đẹp. Thank you.
và chúc câu lạc bộ đoàn kết ngày càng phát triển. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn phần biểu diễn rất là hào hùng khí thế của câu lạc bộ Chống Hội khu Trầm Khê đã khai mạc chương trình đêm giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn để vâng chúc mừng ạ.